Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, sáng nay 29 tháng 9, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN lần thứ 26. Đây là sự kiện quan trọng và định kỳ lần thứ hai của cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN năm 2021. Tại hội nghị, các bộ trưởng đã ra tuyên bố chung và đồng ý thông qua về nguyên tắc đối với 27 văn kiện tuyên bố, trong đó có 7 văn kiện tuyên bố sẽ trình lên hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 thông qua 20 văn kiện. Tuyên bố về các lĩnh vực thanh niên, lao động và việc làm, xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ, giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ công, môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hội nghị cũng chia sẻ quan điểm của các bộ trưởng ASEAN về kế hoạch tổng thể hồi phục sau COVID-19 của cộng đồng ASEAN. Các bộ trưởng bày tỏ mong đợi về việc thành lập và vận hành trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi. Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Tổ chức Hội hỗ trợ người cao tuổi quốc tế phối hợp với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức lễ ra mắt dự án giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi tại Việt Nam. Dự án có tổng trị giá 2,75 triệu đô la Mỹ tương đương với hơn 62 tỷ Việt Nam đồng do chính phủ Nhật Bản tài trợ, ủy thác qua Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Thời gian thực hiện dự án là 4 năm đến tháng 9 năm 2024. Mục tiêu nhằm hỗ trợ cải thiện tình hình thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn thông qua tăng cường sự tham gia của người cao tuổi trong các hoạt động tăng thu nhập và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội dựa vào cộng đồng. Dự kiến sẽ có 27.000 người được hưởng lợi trực tiếp từ dự án, trong đó phần lớn 70% là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn. Hiện Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới. Hệ thống y tế và chăm sóc tại Việt Nam cần một lối đi riêng để đáp ứng nhu cầu của nhóm dân số người cao tuổi đang gia tăng. Trong đó lưu ý đến tính hiệu quả về mặt chi phí và phải phù hợp với thu nhập của đa số người dân. Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, Nghị quyết 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ được ví như là điểm tựa an sinh, giúp người lao động và doanh nghiệp giảm gánh nặng với bớt khó khăn do dịch. Trong quá trình thực hiện, tỉnh Đắk Lắk đặc biệt chú trọng đến khâu rà soát, nhất là đối tượng lao động tự do, nhóm đối tượng được đánh giá là khó xác định, dễ sai sót để hỗ trợ đúng đối tượng. Vợ chồng bà Trần Thị Chuyên làm nghề thu gom phế liệu và bán vé số. Tổng thu nhập trước dịch khoảng 5 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, dịch COVID-19 khiến cuộc sống của vợ chồng bà trở nên khó khăn. Vừa qua, hai vợ chồng bà đã nhận được 2 triệu 600 ngàn đồng tiền hỗ trợ từ nghị quyết 68 của chính phủ. Hai vợ chồng thì cái COVID đó, thì cùng cộng đồng cũng chẳng ai là làm gì được hết. Cấp trên nhà nước ủng hộ cho cái nghề vợ trai và cái nghề vẽ sổ của vợ chồng tôi là tôi rất chân thành cảm ơn của cấp trên là một miệng cái đại bằng ngoại khi no. Thực hiện nghị quyết số 68 của chính phủ đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát danh sách 4.808 lao động tự do, phê duyệt cho 2.462 người nhận hỗ trợ. Mấy tháng nay thì không đi bán được, ông ở nhà nuôi con bò, vừa bà nhận cho nhận tiền nhà nước thì bà cũng vui, cũng cảm ơn hết. Theo quy định của nghị quyết số 68, đối tượng lao động tự do sẽ do các tỉnh thành xây dựng tiêu chí và mức tiền hỗ trợ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết định lao động tự do nhận hỗ trợ 50.000 đồng một người một ngày, số ngày hỗ trợ không quá 30 ngày. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng quy định cụ thể đối tượng lao động tự do được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết. Để thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch, thì địa phương đã triển khai cho các thôn buôn tiến hành rà soát các cái đối tượng theo quy định. Đồng thời, các từng thôn tổ chức họp xét để thông qua từng danh sách của từng hộ theo cái nhóm đối tượng yêu cầu. Tỉnh đã ban hành quyết định và trên cơ sở đó thì sở cũng đã ban hành kế hoạch rồi hướng dẫn các cái địa phương tổ chức rà soát, thống kê đối tượng và lập hồ sơ đối tượng. Và theo cái phương châm, phương án chỉ đạo là được đến đâu chúng ta giải quyết đến đấy. Tỉnh Đắk Lắk đang phát huy tính chủ động của các cấp các ngành địa phương để triển khai linh hoạt, tạo điều kiện cho các nhóm đối tượng tiếp cận nghị quyết số 68. Ngoài vai trò cầm cân nảy mực của hệ thống chính trị ở thôn buôn, một số địa phương của tỉnh Đắk Lắk kiến nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ dân và phát huy vai trò giám sát của mặt trận, đoàn thể các cấp trong quá trình thực hiện nghị quyết 68. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 19 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.
Theo đó, tổ chức phát hành thẻ phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình, thủ tục phát hành thẻ của cá nhân bằng phương thức điện tử phù hợp với quy định pháp luật. Hạn mức giao dịch thẻ của khách hàng mở bằng phương thức điện tử phải đảm bảo tổng hạn mức giao dịch qua thẻ ghi nợ không vượt quá 100 triệu đồng một tháng. Việc phát hành thẻ bằng phương thức điện tử không áp dụng với khách hàng cá nhân là người nước ngoài. Thưa quý vị, dịch hại sâu đầu đen trên cây dừa đã lây lan nhanh chóng tại các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Tại Trà Vinh, đầu tháng 9 xuất hiện sâu đầu đen trên vườn dừa với diện tích thiệt hại 2,7 hectare, mức gây hại từ 60 cho đến 70%. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, đây là đối tượng dịch hại mới xuất hiện và rất nguy hiểm, có khả năng gây thiệt hại trên cây dừa giai đoạn sinh trưởng trên 70% và thiệt hại khoảng 80% năng suất. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm vườn, khi phát hiện sâu đầu đen cần cắt tỉa và tiêu hủy tàu lá hoặc lá bị sâu gây hại, đồng thời gây nên vận chuyển cây dừa giống, các cây ký chủ phụ như là cau, chuối và trái dừa bị nhiễm sâu đầu đen sang các vùng khác để hạn chế sự lây lan. Tỉnh Nam Định có 663 km đê, trong đó có 91 km đê biển thường xuyên chịu tác động của thủy triều và bão gió. Để chủ động phòng chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, những năm qua, tỉnh Nam Định không ngừng đầu tư, gia cố những vị trí sung yếu bảo vệ đê biển, đặc biệt là đầu tư các mỏ kè chữ T giúp giảm tác động của sóng biển vào thân đê. Sau sự cố vỡ đê năm 2005, xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu được nhà nước đầu tư kiên cố toàn bộ tuyến đê biển với chiều dài gần 4,5 km, trong đó có 2,2 km đê được đặt 9 mỏ kè chữ T giảm sóng. Hiện trên địa bàn còn đoạn đê Cồn Tròn là điểm sung yếu. Do chưa được bố trí hệ thống mỏ kè chữ T nên thường xuyên bị ảnh hưởng của sóng biển gây sập sụt. Đặc biệt là vào năm 2017 khiến gần 1 km mái đê trong đồng bị đánh sập. Hiện nay là biển tiến bãi thoái cho nên không còn bãi. Nếu mà sóng trực tiếp là đã vỗ lên mặt đê. Cho nên là để mà đảm bảo cho nhân dân ở cái vùng chúng tôi ấy thì đề nghị trung ương phải quan tâm là vứt các cái kè chữ T thì mới đảm bảo được những cái nguy cơ mà sạt lở. Nam Định có 91 km đê biển nhưng có tới trên 60 km thường xuyên bị hạ thấp bãi, sói bãi. Năm 2005, tỉnh đã đầu tư thí điểm 5 mỏ kè để gây bồi với kinh phí khoảng 12 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương. Các mỏ kè chữ T mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp gây bồi, nâng cao bãi, giảm được năng lượng sóng tác động vào mái kè và thân đê, giúp bảo vệ đê. Sau khi làm thí điểm, đến năm 2021, Nam Định đã làm thêm được 48 mỏ kè với kinh phí 384 tỷ đồng. Hiện tuyến đê biển tại tỉnh Nam Định vẫn còn nhiều vị trí sung yếu cần được nâng cấp. Hiện nay trên địa bàn Hải Hậu thì đã có rất nhiều mỏ kè, hệ thống mỏ kè. Và tôi thấy là cái tác dụng nó rất là tốt. Và nó có kè là nó tức là bãi nó bồi lên rất nhiều và cái áp lực sóng vào trong mái kè là giảm đi rất nhiều. Các vị trí sung yếu thì rất là nhiều, mà trong khi đó nguồn quỹ thì hạn hẹp và đồng thời là địa phương tỉnh Định là tỉnh chưa cân đối ngân sách. Qua đây là cũng kính mong các bộ ngành trung ương là quan tâm đối với địa phương Nam Định để coi như là xử lý những vị trí sung yếu đảm bảo an toàn đê điều. Các tuyến đê biển tại Nam Định hiện nay mới chịu được bão cấp 9, cấp 10. Những năm gần đây, bão gió và hiện tượng thủy triều dâng đã làm ảnh hưởng đến nhiều vị trí, gây nguy hiểm cho toàn tuyến đê. Các ngành chức năng cần tiếp tục triển khai các giải pháp gia cố, bảo vệ hiệu quả thân đê, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân trước mối đe dọa ngày càng lớn từ thiên nhiên. Ngày hôm nay tại Phú Yên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai đối với Trần Thị Tuyết Diệu về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã bác toàn bộ nội dung kháng cáo của bị cáo này, đồng thời tuyên phạt Trần Thị Tuyết Diệu 8 năm tù giam. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên nêu rõ, từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, tại địa chỉ số 685/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, Diệu sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động và các thiết bị quay phim để làm tàng trữ 25 bài viết và 9 video có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó đăng tải phát tán tuyên truyền trên tài khoản mạng xã hội Facebook Tuyết Baybel và kênh YouTube Tuyết Diệu Trần.
Ngoài ra, Diệu còn tàng trữ 7 bài viết khác có nội dung tương tự. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên cũng tuyên phạt bị cáo Diệu 8 năm tù về tội làm tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chuyển sang phần tin quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 28 tháng 9 đã họp về tình hình Somali, tập trung vào vai trò của phụ nữ trong tiến trình chính trị tại nước này. Tại đây, Việt Nam đã kêu gọi Somali tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia hoạt động chính trị và đảm bảo tỷ lệ 30% phụ nữ đại diện trong quốc hội của nước này. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Amina Mohamed đề nghị lãnh đạo Somali thực hiện cam kết về việc bảo đảm sự tham gia đầy đủ của phụ nữ vào tiến trình chính trị tại nước này, đặc biệt trong các cuộc bầu cử sắp tới. Đồng thời đề nghị Hội đồng Bảo an có tiếng nói đối với chính phủ Somali về việc bảo đảm tỷ lệ tham gia của phụ nữ, có biện pháp bảo vệ phụ nữ trong quá trình bầu cử và cần trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ trong đời sống chính trị và kinh tế xã hội. Phát biểu tại cuộc họp, tham tán công sứ, phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc lên án các hành vi bạo lực tình dục và tấn công nhằm vào dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, trong đó có vụ tấn công khủng bố ngày 25 tháng 9 vừa qua. Đồng thời đề nghị phải điều tra, đưa thủ phạm ra trước pháp luật. Đại diện Việt Nam cũng kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường hỗ trợ cho chính phủ Somali trong việc giảm bớt các tác động kinh tế xã hội do các mối đe dọa, thách thức từ nạn châu chấu, lũ lụt, hạn hán và đại dịch COVID-19 và hỗ trợ hơn nữa các dự án phát triển do phụ nữ làm chủ tại Somali. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.